Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món hủ tiếu chay. Về nguyên liệu thì tổng lượng rau củ mà mình dùng là khoảng 2,5 kg nha các bạn. Các bạn có thể là mình dùng nhiều hơn hoặc là ít hơn một chút cũng được. Nhưng mà nấu hủ tiếu chay thì mình nên dùng nhiều rau củ thì nấu nước dùng nó sẽ ngọt hơn. Về rau củ thì các bạn thích cái nào nhiều thì mình dùng nhiều nha. Ở đây mình có bắp Mỹ nè, tức là bắp ngọt. Rồi mướp, nấm rơm. Đây là củ cải trắng, củ sắn, cà rốt. Thì mấy cái này mình sắc sợi ra thì mình nấu nước nó sẽ nhanh ra ngọt hơn, với nó nhanh chín hơn. Còn nếu như mình sắc miếng quá thì mình thấy nó hơi lâu. Ngoài ra thì các bạn có thể mình dùng thêm các loại nấm khác để tạo độ ngọt, giống như là nấm bào ngư, hoặc là dùng thêm bắp cải thảo, bắp cải trắng để tạo độ ngọt nha. Tùy theo các bạn điều chỉnh lại. Mình có là đậu hũ chiên nè, chả chay, một ít hành tím với đầu hành. Thì nếu như bạn nào mà kiêng hành tím với đầu hành thì các bạn dùng bo rô nha. Còn nếu như mình ăn theo kiểu đổi món thì mình có thể mình dùng thêm cái này. Còn ăn chay trường thì các bạn dùng bo rô. Ngò rí mình sắc nhuyễn ra. Phần chân ngò rí thì mình sẽ giữ lại để mình nấu nước dùng, nó sẽ rất là thơm. Đầu tiên thì mình sẽ đi nấu phần nước dùng trước nha. Ở đây thì mình nấu một nồi nước là khoảng 4 lít nước. Nước nó bắt đầu sôi rồi mình sẽ cho củ sắn, cà rốt vào. Mình cho mướp với bắp vào, với củ cải trắng. Nấu cái này có bắp nó cũng thơm nước lắm nha các bạn. Với lại mướp nữa, mướp nó nấu ngọt lắm. Nguyên liệu bắt buộc thì các bạn nên là dùng bắp với mướp, nó sẽ nấu ngọt nước. Với củ sắn, ba cái đó. Mình sẽ để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha các bạn. Khi nào nó sôi trở lại là mình sẽ hạ xuống lửa vừa, mình nấu từ từ. Mình sẽ nêm sơ gia vị vào đây trước nha các bạn. 1,5 muỗng canh hạt nêm chay. Nửa muỗng canh hạt, mình xin lỗi, nửa muỗng canh bột ngọt. 1,5 muỗng canh muối. Cái muỗng canh này của mình nó cũng bằng như muỗng này nè. Nếu như bạn nào dùng muỗng này thì mình đông, đông đừng có vung nha các bạn, gạt ngang thôi là nó vừa luôn á. 1,5 muỗng canh nha. Muối này mình dùng muối của cà ná, nó không mặn nhiều. Còn nếu như các bạn dùng muối iốt thì bớt lại nha. Hai muỗng canh đường phèn. Mình sẽ dùng hai loại đường nha các bạn, vừa đường cát với đường phèn luôn, nấu nó sẽ ngọt hơn, nó ngon hơn. Hai muỗng canh đường cát trắng. Nếu như có bọt thì các bạn vớt cho nó sạch nha. Với lại cái bọt này cũng là bọt từ rau củ nên cũng không sao, nhưng mà mình vớt cho nó sạch cái nước. Mình cho nó sôi liu riu là được rồi nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo để mình đi xào phần nấm nha. Mình cho hành tím vào khi cho nó vàng thôi. Giờ nó vàng nè các bạn, mình cho nấm vào. Cho nấm vào mình xào sau khoảng vài phút cho nó thơm lên. Cho đậu hành vào luôn nha. Xào khoảng 1 đến 2 phút là được. Và mình sẽ tắt bếp nha, nó thơm rồi nè. Nãy giờ mình nấu được 1 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt bớt cái một số rau củ ra để cho cái nồi nước mình nó sẽ trống hơn nha, để mình cho nấm rơm vào.
Hiện tại nhiều rau củ nó đặc nước, vớt bớt nó ra. Mình vớt cái mướp ra trước đó các bạn, mướp nó mềm rồi đó. Còn bắp thì mình có thể mình để ở trong đây mình ngâm lâu nó được. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần chân ngò rí vào nha các bạn. Rồi mình sẽ cho cái phần nấm vào, nấm nãy mình xào mình cho vào. Rồi mình nấu thêm chút nữa cho nó thơm nha, cho nó chín phần nấm. Mình nấu thêm khoảng 10 phút nữa mình thấy được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm thêm vào đây một muỗng canh hạt nêm nữa nha. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha, tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau á. Rồi nước súp của mình như vậy đã xong rồi đó nha. Các bạn có thể mình để lửa nhỏ để mình giữ nóng đó. Ở đây thì mình luộc hủ tiếu rồi nè các bạn. Mình để một ít giá ở dưới. Món này thì khi ăn thì mình sẽ ăn chung với giá, rồi lá quế, ngò gai. Ban đầu ăn được hẹ thì có thể là dùng thêm hẹ. Ngoài ra thì mình sẽ có là tàu hũ kia chiên với đậu phộng rang dầu. Tàu hũ kia chiên này tức là tàu hũ kia lá các bạn, lá khô á. Rồi mua về mình chiên nha, mình không cần phải rửa gì hết nha các bạn, chiên qua dầu nó nhanh lắm. Còn phần đậu phộng này á thì cũng không cần phải rửa gì hết các bạn, mình cho vào dầu mình chiên nó thôi, chiên nó khi nó vàng. Ở đây mình có một ít sa tế nè, sa tế nhà mình tự làm khi ăn thì mình có thể cho vào. Nồi nước dùng á các bạn chú ý, hồi nãy mình đậy nắp lại mà mình quên tắt bếp á các bạn. Mình chỉ mới đậy nắp lại khoảng 5 phút thôi mà chưa gì cái nồi nước nó đã hơi bị đục rồi đó. Do đó các bạn chú ý, nếu như mà các bạn đậy nắp lại thì các bạn tắt bếp nha. Nó hơi bị đục rồi nè các bạn. Cho một ít ngò rí lên, tàu hũ kia chiên, với đậu phộng. Món này á thì ăn là phải ăn với đậu phộng chiên dầu các bạn nó mới ngon, còn đậu phộng rang bình thường nó không có ngon bằng. Mình cho lên đây một tí tiêu. Món hủ tiếu chay của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Phần sa tế này thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi, mình sẽ để đường link ở phần mô tả nha. Ở đây mình có một ớt với tắc nè, hoặc các bạn ăn với chanh cũng được nữa. Khi ăn thì mình có thể cho một tí sa tế vào nó thơm lắm. Trong sa tế này nó có quế hồi rất là thơm. Mình sẽ thử nước dùng trước nha. Nước dùng vừa ăn các bạn rất là ngon. Mình cho miếng ngò gai lên. Cái nước dùng của mình hồi nãy mình lỡ mình đậy nắp các bạn, nó hơi bị đục nước. Do đó các bạn chú ý nha, mình nấu nước dùng thì đừng có đậy nắp. Nếu đậy nắp thì phải tắt bếp. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công và nấu ăn ngon nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.